ca này là dân đầu tư lớn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cổ phần của hầu hết các doanh nghiệp ở cái đất Sài Gòn này. Nếu mình có trong tay bằng chứng, nó hú hí với con tiểu tham kia, cả em và tòa soạn mình chắc chắn hốt được bộn tiền từ ông ấy. Chưa kể, khi mà đăng tin lên một cái, thế nào ông ấy cũng đập thêm một cục tiền vào nữa để mà dập tin. Tới lúc ấy, chị em mình chắc chắn được tổng biên tập cân nhắc lên vị trí cao hơn, mức lương thưởng hậu hĩnh hơn. Tôi đâu có kêu thức ăn. Em gọi đó, anh cho vào đi. Mày làm cái gì đó? Làm phục vụ. Có thích khách, có thích khách. Lẹ, lẹ bên phải, lẹ bên trái, lẹ nữa. Ê, coi chừng lẹ. Bảo vệ cho mười. Ở chưa? Mẹ mày, gãy tao mà mày cũng dê nữa hả? Tôi phóng viên nằm vùng được đánh giá là tài năng nhất của tờ báo điện tử thời son trẻ, mảng hôn nhân gia đình. Có biết không à? Với tôi đây là khách hàng trực tiếp, vì phải có người làm việc xấu tôi mới có cơ hội phấn đấu lập chiến công. Còn những người trả tiền cho chúng tôi là khách hàng gián tiếp, có khi biết mặt, có khi không. Nghe tên thời son trẻ xinh xến vậy thôi, chứ ai cũng ngán đó. Phòng VIP khu B có biết? Mà thiệt, không có một vụ ngoại tình nào giữ được bí mật khi đến tay cái dàn phóng viên nằm vùng như tôi. Nhiều khi nghĩ, đây như tờ báo điện tử, thích hợp công ty tháp tử luôn á. Tuy có hơi nguy hiểm, nhưng nhìn chung là tại đam mê đó. Đặc biệt là mấy pha phải sống còn bằng mọi giá như vậy. Mà cũng đâu có làm khó được tôi. Phóng viên nằm vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vẫn thần thái, vẫn xinh đẹp. Còn đây là Nhã Lan và tôi lúc nhỏ, bạn thân nhất của tôi.
tôi không thể nào sống mà thiếu Nhã Lan được. Nhiều khi tôi nghĩ nhỏ này chắc bị bà mụ nắng lộn. Các bạn có thấy cái chữ mờ mờ trên tấm bảng phía sau không? Nhìn mặt nai tơ vậy chứ là quán quân boxing từ nhỏ đó nha. Linh tinh là nó binh vô mặt. Giỡn thôi. Nhã Lan mà nhận hiền gì thì chắc không ai dám nhận hiền nhất đâu. Cái nhà này nè là do hai đứa tôi tự tay thiết kế đó. Trước là nhà hoang, vậy mà giờ các bạn thấy không, chỗ nào chụp ảnh cũng lung linh hết. Tôi thì thích sống ảo, Nhã Lan thì thích sống xanh. Sống là phải hòa mình với thiên nhiên, như cái nhà tắm lộ thiên này nè. Tụi tôi tự mày mò tái chế đó. Nói chung là tôi thương Nhã Lan nhất, mà cũng dễ hiểu thôi. Hai đứa tôi đã gắn bó với nhau ít nhất là 1/3 cuộc đời rồi còn gì nữa. Càng lớn Nhã Lan càng xinh, mà còn học giỏi nữa chứ. Nhưng có điều, hình như cái máu mê boxing của nó bị lây qua tôi hay gì á. Mà càng ngày tôi càng quậy không khác gì thằng con trai. Bất kể, bạn thân mà, phải có một đứa thích chọc chửi và một đứa chịu khó chửi thì chơi mới bền. Và đặc biệt, chúng tôi cực kỳ thích vẽ. Đi làm nha. Được, đi ăn đi, ăn đi rồi hãy đi. Không kịp, hôm nay có vụ án quan trọng phải đi. Nay đi làm ở đâu đó? Hôn nhân gia đình. Rồi mấy báo kia sao rồi? Bình thường viết bài đều đặn, lãnh lương nhiều lắm. Hãy bye nha. Không ăn à. Dạ tám môn sinh, bye bye. Ê. Hả? Quên nè. Thank you. Bye bye. Đồng địa chỉ cho tôi đi. Em tới 226 Nguyễn Huệ liền đi, nhất định phải lấy được tên độc quyền. Ok, biết rồi. Alo. Alo em ơi, quay về tòa soạn có chuyện gấp. Tình đó có người lo rồi. Chờ tổng biên tập. Gió là bút danh của cô à? Dạ, có chuyện gì không ạ? Ký vào đó đi. Nhận tiền rồi âm thầm biến theo cái bút danh của cô đi. Nhưng mà tôi có làm cái gì đâu. Sợ. Tại vì trong cái xã hội này có những người tuyệt đối cô không được quyền đụng tới. Là phụ nữ, cái gì không biết có thể tha thứ, nhưng biết điều là nhất định phải biết. Có đúng không tổng biên tập? Dạ, anh nói rất đúng mà. Chà, không biết cái tòa soạn này bây giờ tôi phải tính sao đây ta? Nè, tôi nghe nói là cổ đông bên tôi đang xem xét lại các nguồn đầu tư đó. Dạ, anh à, mấy cái chuyện nhỏ cứ để cho em sắp xếp. Em cũng đã chuẩn bị cho anh hết rồi. Nè, chân dài, đẹp và xinh. Đặc biệt còn một chỗ rất là kín đáo, cả đường thủy, đường bộ, đường hàng không, em bảo đảm với anh là không ai biết được. Còn cô này, kể từ đây không là nhân viên của tôi nữa. Dạ, em mời anh à. Ê, nhưng mà tôi chưa có ký mà. Anh cứ yên tâm đi, em không bao giờ, em bảo đảm không để làm thanh danh của anh đâu. Không phải là tôi sợ, mà tôi rất ghét ai khinh thường phụ nữ như hai ông. Ủa? Bà tới đây để làm gì? Tôi tới để bắt quả tang ông chứ làm bà... gì? Cái đồ mèo mã da đầu, mèo mã da đầu. Cản bả lợi dụng. Không có cản gì hết. Đứng ra cho tôi. Hôm nay tôi cho ông chết. Ông đứng lại đó. Nhân viên nó cười kìa. Cười hả? Cho nó cười luôn. Ông đứng lại. Từ tôi sẽ về mà. Về hả? Trời, tôi là con vợ luôn. Tôi là con vợ thứ 8 rồi mà ông còn muốn mèo mã ra. Anh vẫn còn cái gì? Anh vẫn còn đầu tư tiếp cho em chứ. Cái đầu tao lo chưa xong nè. Tao
xin lỗi, cỡ tôi búng tay một cái có tòa soạn mời về liền. Em đã từng làm được cái đâu rồi? Tôi công tác có mảng hôn nhân gia đình cho tờ Thời Son Trẻ, chuyên lấy thông tin ly hôn đánh ghen. Ngoài ra còn có mảng xã hội đời sống của báo Daily. Sướng quá. Em là Trần Khánh Hạ. Xin lỗi em, bên chị vừa đuổi người. Cho hỏi đang có được tiểu phóng viên đúng không? Đúng rồi, em đưa hồ sơ đây. Trời dạ. Ôi con bé xinh dễ sợ. Ra kia ngồi đi, anh coi hồ sơ xong mình kêu nha. Dạ. Gái, gái. Come on Vi. Chúc mừng em, hết tuyển. Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn hả? Chào anh, tôi là Trần Khánh Hạ, tôi công tác các bạn hôn nhân gia đình. Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm. Quá tên hàng thang vui không? Cây to mòn có chuột nhắn. Ngoài ra còn có mảng đời sống sao hồi kết tờ báo Daily. Lang thang vui không? Cây to mòn có chuột đồng. La la. Ủa nãy giờ cô trình bày gì chưa? Thư mời phỏng vấn. Nộp đơn vô tôi dạ chi giờ không biết cái nào là cái nào. Ông tưởng bàn tay ông có thể che cả bầu trời hay sao? Và Sài Gòn này cũng còn có một nơi còn công lý. Rồi, Miss đi ngủ. Đến với The Mix. Xin lỗi, tôi vô lộn chỗ. Không, cô vô đúng chỗ rồi. Mời cô ngồi. Xin giới thiệu, tôi là Trương Chi. Số tuổi thì cũng không cần biết đâu. Nhưng mà tôi
là chủ của cái tòa sản này. Tôi có tìm hiểu ở trên mạng, chẳng phải tòa sản của... Tôi mua bài. Thời buổi này cái gì không mua được chứ. À, xin lỗi. Nhưng tôi đùa thôi. Cô cứ ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tôi biết tòa sản của tôi mới thành lập, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không phát triển. Và chúng tôi rất cần những người tài năng như cô. Chúng tôi. À, nhưng mà trước sau gì chỗ này cũng sẽ có rất rất nhiều người. Cảm ơn, nhưng mà tôi phải xin phép. 30 triệu một tháng, chưa kể các khoản thưởng. Và cô sẽ không bị trừ bất kỳ khoản thuế nào. Chưa tính sẽ có những khoản chi phí phụ cấp khi cô ra ngoài làm bài. Cô thấy sao? Công việc của tôi là gì? Đúng như chuyên môn cũ của cô. Hôn nhân gia đình. Không đúng. Chuyện showbiz. Vậy là tôi sẽ lấy tên hôn nhân gia đình trong showbiz. Cũng không đúng luôn. Vậy showbiz liên quan gì đến tôi? Chuyên môn của cô sẽ là hóng drama. Làm như tôi nhiều chuyện lắm vậy đấy. Cô tưởng á, ai cũng có khả năng nhạy cảm với drama hả? Là khả năng đánh hơi khí thả đó hả? Không đúng. Đó gọi là một năng khiếu thiên bẩm. Cô hiểu không? Tôi chưa bao giờ làm. Thời gian đầu chắc là sẽ có nhiều khó khăn. Bất cứ khi nào khó khăn, cô đều có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ là người dọn đường cho cô. Khi nào thì bắt đầu? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Tôi đùa thôi. À, nhưng mà tôi nói thiệt đó. Ok, kế hoạch của chúng ta sẽ là như thế này. Vào thứ bảy tuần này, tại khách sạn Asiana Plaza sẽ có một buổi đấu giá quy tụ rất là nhiều celeb. Đặc biệt có sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng nhất hiện nay. Và chúng ta phải có mặt tại buổi tiệc bằng mọi giá để lấy được thông tin độc quyền trước những tờ báo khác. Đơn giản mà, xuất trình thẻ nhà báo đi vô thôi. Đâu? Anh cấp cho tôi. Không có. Không có. Và nhiệm vụ của cô sẽ phải cải trang thành security. Tôi sẽ đột nhập vào phòng điện. Ba mẹ mới à? Dạ. Cục tên nhân viên ngắt toàn bộ cầu giá điện của sảnh tiệc trong vòng 10 phút. Sau đó? Sau đó, cô sẽ túm lấy thời cơ, tóm lấy Tùng Sơn và thôi miên anh ta. Một vầng trời đất. Thôi! Dẹp đi! Tại sao? Tôi không có biết thôi miên. Không biết thì học.
Sếp ơi, bộ đồ của em không ăn nhập gì với hàng ngũ và tổ chức gì hết. Em đi cổng sau nghe. Vậy cũng làm cho lố vô, có ai gác cổng đâu, đi cổng sau là được rồi. Bởi vì ở đời hơn thua nhau cái đầu á. Đi đâu vội quá vậy cô? Mặc đồ lộng lẫy như vậy đi event chứ không lẽ đi chợ. Đi event xong ra cổng trước mà đi cổng sao vậy? Cổng trước ngột ngạt quá, ồn ào quá, tôi không thích. Đâu rồi? Anh mất lịch sự vậy? Tôi không có thói quen tiếp ở đây. Bớt xin xỏ đi. Không thôi thiệp mời đâu rồi. Ủa anh sao vậy anh? Anh đừng có hỏi phụ nữ mấy câu hỏi sổ sàng đó được không? Đặc biệt là phụ nữ đẹp. Mình có thể không phân biệt được giữa đẹp và xấu, nhưng mà mình phải phân biệt được giữa có thiệp và không có thiệp chứ. Oh my god, anh bị sao vậy? Anh có mất lịch sự quá không? Tôi là phụ nữ đó. Có chắc mình là phụ nữ không? Tôi cười gượng chứ nào giờ chưa thấy kiếm nhã như anh trân trọi á. Tôi là phụ nữ, I'm beautiful girl, ok? Không ai cãi điều đó cả, nhưng có cái giọng nó hơi đàn ông thôi. Ủa sao anh khiếm nhã vậy? Bộ ở đây không tiếp phụ nữ giọng trầm hả? Không, trầm nó không trầm lắm, nhưng mà nó không có được nữ tính cho lắm. Tôi kiểm tra chút xíu nha. Anh buông ra nha. Anh bớt sổ sàng đi, dây xòm mà. Nè, cô nhìn kìa. Nhìn gì? Khi mình quá trang á, mình nên dán cho nó kỹ lại. Anh mà thương lượng được không anh? Thương lượng đi anh. Anh ơi, tóc giả đó, lần sau á dán lại nó kỹ á. Anh trả em đi, anh tóc thiệt luôn, mắt lắm anh. Anh trả em đi anh. Lén đi chui, chọn chi cái giao diện lồng lộn dữ. Lấy giải thưa che mắt thánh, mặc đồ lồng lộn mới cho vô, chứ không đã đi event mặc đồ bộ. Rồi muốn vô không? Muốn, mạng dày sao vô. Bây giờ mình giả phụ nữ, không có trót lọt rồi. Bây giờ mình quay về, mình giả làm con trai đi. Thôi bà, tổ bê đê quật chết. Vậy thôi, đi về đi. Quật chút xíu cũng không sao, miễn gặp thần tượng là được rồi. Đúng rồi, theo tôi. Hả? Tướng đứng giang hồ vậy má. Bởi bà làm cái là lỗi của tạo quá đó. Chứ đứng sao? Khép nếp vô. Đi nha. Ê! Hả? Phố lên đèn,
bà đã lên đồ thì cái môi cũng lên màu giùm tôi một cái. Giờ màu môi bà tôi muốn lên máu luôn á. Muốn được trầm trồ hay bị chê khinh? Trầm trồ. Tự đánh. Như tiên nữ vậy trời. Nữ tánh lên nghe không? Nữ tánh coi. Đàn ông lên nghe không? Mời vào. Bảo vệ mới à? Dạ, bảo vệ mới. Chào anh, tôi là bảo vệ mới. Làm gì vậy? Đuôi mày không thấy anh Tùng Sơn à? Có vấn đề gì sao? Không, vấn đề là hôm nay chị đẹp quá. Khen. Đi đâu nhanh vậy? Chắc không có vấn đề gì đâu hả? Vuốt tóc hả? Em là... Cho tôi vào được chứ? Tôi hỏi em là... Cho tôi vào được chứ? Em hiểu câu hỏi chứ? Hiểu. Tôi là khách mời. Tôi hỏi em là cái gì? Nghề gì? Chưa nghĩ ra câu trả lời hả? Chưa, tại bất ngờ quá à. Anh, thôi anh, giang ra coi. Em không cam tâm, em thấy đồ quẩy bộ. Đi, mình lên phường nghỉ tiếp. Gì vậy mấy anh? Tôi vậy. Đi đi đâu vậy? Em vô chọn đi mấy ơi. Cái gì mà chọn dữ vậy? Để đó mà vỗ tay không vỗ trời. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Công an vô chi vậy? À, bắt ai vậy? Bắt man hả? Bắt anh đi tự nhiên cái gì vậy? Hả? Ủa sao? Em đâu có tiễn đâu bắt em anh. Em đâu có tiễn đâu. Hồi nãy em đang có miếng cơm trụ mà anh ơi. Em đâu có tiễn. Dạ em hát cho mọi người nghe bài hát nha. Thôi đừng hát mà. Sao vậy, bài hát của em đang hot trên mạng xã hội lắm. Bài gì? Anh còn ở đó không ta? Hay anh tự chỗ nào? Rồi sao bài gì mà nó sang mà nó chiều sâu mà nó... Mình nên trải nghiệm. Dạ em muốn trải nghiệm. Sao em thử đi 100%. Tùng Sơn, làm theo lời tôi, anh sẽ được an toàn. Tùng Sơn, nhìn theo quả lắc này, chăm chú,
chủ. Tốt lắm. Tiếp tục nhìn theo. Tích thật. Tích thật. Tích thật. Tùng Sơn thả lỏng tâm trí, đừng suy nghĩ gì, chỉ nhìn qua lắm. Giờ thì đi theo tôi. Alo, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Alo. Báo cáo đi. Mày. Sao không ai trả lời vậy? Alo. Mọi người ơi. Mọi người phải hết sức bình tĩnh. Trong những trường hợp này, bình tĩnh chúng tôi mới giải quyết được. Trường hợp này rất có thể là có người đang đặt bom. Tên Thiên Quân, nhân viên mới em. Làm bán gì? Hồ quá trời em. Tại sao anh lại muốn gặp tôi? Tại sao anh giúp mình thi? Anh phải nên gặp những luật sư khác để họ giúp được anh. Thật xa trong lòng